nhiêu bệnh nhân rất là chủ quan khi biết là mình bị viêm gan B ở thể người lành mang mầm bệnh, tức là virus không hoạt động, nên rất là chủ quan trong việc điều trị và phòng tránh mầm bệnh lây lan. Sau đây là một số lưu ý đối với những bệnh nhân bị viêm gan B ở thể virus không hoạt động. Một bạn ở Bắc Ninh có hỏi như sau: chào nhà thuốc, em mang thai được 35 tuần, em xét nghiệm máu thì biết là bị nhiễm virus viêm gan B ở thể người lành mang mầm bệnh. Em có phải dùng chén, bát, đũa và giặt quần áo riêng với chồng em hay không ạ? Em nghe nói là cây cà gai leo có thể chữa được bệnh viêm gan B. Em đang mang thai thì có uống cây cà gai leo được hay không? Hay là sinh con xong thì em mới uống? Và virus không hoạt động thì em có nên điều trị hay không? Em mong nhận được câu trả lời từ nhà thuốc. Em xin chân thành cảm ơn. Chào bạn, bạn bị viêm gan B ở thể người lành mang mầm bệnh, tức là virus không hoạt động, thì vẫn có nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh cho người khác qua đường máu, đường quan hệ tình dục và từ mẹ truyền sang con. Do vậy thì bạn vẫn phải áp dụng những biện pháp phòng ngừa đối với những người xung quanh. Thể virus không hoạt động nghĩa là đã có virus viêm gan B xâm nhập vào cơ thể người, nhưng do sức đề kháng của cơ thể còn tốt nên vẫn chưa phát thành bệnh. Trường hợp của bạn thì phải thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe để có phương án đối phó. Thể người lành mang mầm bệnh được khuyến cáo là không cần điều trị mà chỉ cần theo dõi, song nguy cơ mắc bệnh khi sức đề kháng bị suy giảm là rất là cao. Để ngăn ngừa virus phát triển thành bệnh thì chúng tôi khuyên bạn là nên sử dụng nước sắc từ cây cà gai leo và cây sả đen để uống hàng ngày. Giải pháp này thì sẽ giúp bạn phòng ngừa được bệnh viêm gan B rất là hiệu quả. Cách dùng cây cà gai leo để hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan B như sau: cây cà gai leo 30g, cây sả đen 30g và cây mật nhân 10g. Các vị thuốc trên thì bạn đem rửa sạch rồi đun với 1,5 lít nước, đun cạn còn khoảng 1 lít nước và chia làm 3-4 lần uống trong ngày. Đồng thời thì nên kết hợp với một chế độ ăn uống khoa học, không dùng các chất kích thích, bia rượu, tăng cường ăn rau xanh và trái cây mỗi ngày thì sẽ giúp bạn có một sức khỏe tốt để ngăn ngừa nguy cơ viêm gan B. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với